Xin chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm bàn phím giả cơ Flying Color K8. Hãng sản xuất là Chameleon. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1. Bàn phím giả cơ K8. Các bạn xem qua bên ngoài bao bì sản phẩm. Flying Color. Đây là một số tính năng, một số phím function hỗ trợ các phím function như sau. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Bàn phím giả cơ K8 này có hệ thống LED 7 màu và có phím chuyển đổi. Đây là một trong các nút phím mình tháo ra. Rãnh thoát nước, bàn phím này chịu nước được. Có góc kê, có đế giữ ma sát chống trơn trượt, 4 chân đế. Mình sẽ cắm thử đèn LED. Đây chính là hệ thống đèn LED. Đây là phím tắt mở đèn. Mở đèn ở đây, nhiều người rất là hỏi phím mở đèn. Đây thì dòng này K8 cũng như R8 thì đều có phím mở đèn là số Chrome Lock. Và function này chỉ điều khiển các tổ hợp phím multi ở bên trên dòng F. Khi nhấn function cộng với các phím này có thể tắt, mở audio, tua đi tua lại trình duyệt và hỗ trợ các trình duyệt web, email và tắt mà mở màn hình. Để dùng cái phím function này. Cái function này không có tính năng đổi đèn giống như R8 1818, không có hỗ trợ đổi đèn. Cái đèn này nó chỉ một dạng đèn mà thôi, một hệ LED. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.